Hôm nay có một cái bữa ăn mới. Nào, bác sĩ của trại đi học về dinh dưỡng và làm cho mấy đứa cái bữa ăn này. Được. Nào, chưa được, chia cho ba đứa đúng không? Ăn được rồi. Này, chia chỗ này chưa từ xin rau chưa đều này. Nào xin rồi 4 6 7 Mì không chưa được, ăn nữa nha, mì ăn rồi. chưa được rồi. Cho siro nhiều hơn đi. Cho con nào? Siro. Siro nhiều hơn. Từ. Mình lấy Nào, một từ. thôi. Siro. Merci. Con bê ra đây thì con còn lâu mới được ăn miếng tiếp theo gì đâu Là ạ. Yumi. Yumi. Siro ăn kém nhỉ? Thế thì phải cho Siro ăn miếng bé rồi. Siro ăn miếng to này là Siro này cầm đi ạ, để dành mà lấy ăn. Merci. Cho phi la nó to hơn này. Chú Mi ăn nhiều lắm rồi. Cho Yumi ăn thì nó có phần thì chứ ăn bé nó bé tí không thôi. Siro ăn tại chỗ. Merci. Vẫn còn đang lạnh nhỉ. Pila. Pila. Yumi. Shiro. Nào. Lùi lại. Merci. Mila. Nuốt đấy à? Hả? Ai ăn theo kiểu nuốt trứng vậy? Yumi. Thế này còn chỗ này chúng ta sẽ đặt vào, chúng ta chia làm ba. Từ. Đều nhau chưa? Đều nhau rồi đấy. Lạnh quá lần sau phải để cho nó nguội đi rồi. Siro. Merci. Chumi. Là ok quá đi. Đến đây.